Huyền thoại đông lắm các bạn ạ, tầm chục người đấy, sẽ chia ra nhá, chia ra 3-4 người chơi một lần nhá. Sập à? Cái này bị sập à? Sập đâu mà sập? Cái này sập bị sập đấy. Đây, Pika đưa ai đi? Để giờ xem mà bố lô chơi nha, chơi trò chơi nhá. Tốt đủ. Bố bà rau mà chơi quả cô à? Ai đi mua bánh? Ủa quay thử, phải đi ra phải là. À, rồi. Vào đây mà vào hết màn hình đây. Rồi, hiện tại là anh em sẽ tập trung về đây hết nhá. Chờ một tí nhá mọi người. Đây, có trò chơi đây, tên Zô Gua cô là. Các nhà mà các nhà Mili. Ok. Các nhà Mili rồi sau đuôi. Ok. Ở đây thì phải từ từ để vào hết đó. Vào hết ta nha mọi người ơi. Cho chơi cái trò này hay lắm. Ông là ông nào mồm to ông ấy thắng. Đấy, trò chơi này là ông nào mồm to là ông ấy thắng. Ok chưa mọi người? Wow. Hả? Mồm to là thắng. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Tôi biết rồi, lúc nãy lôi xem video rồi. Rồi để đây là có Tony. À thôi chào các bạn đi. Để cho anh em tự chào các bạn đi. Ok, lo chào các bạn, mi tên Domingo. Ok, chào các bạn Tony. Ok, hello chào các bạn, mi tên Omar Tiloi. Ok, hello chào các bạn, Romeo Mujer. Ok, hello chào các bạn, mi tên Lindo. Ok, chào các bạn, tôi là Stigong. Chào ok, hello chào các bạn, mi tên Pashua. Chào mất một phút. Chào mất một phút. Team này là đặt tên là chào mất một phút. Đấy, hào ok, trò chơi là chào mất một phút. Rồi, để xem cái nhạc nào kịch tính này. Nhạc kịch tính. Rồi, ok chưa mọi người ơi? Để mình test cái nhạc á. Rồi, ok chưa ạ? Bánh đâu? Chưa. Gaya Mini nha. Gaya Mini. Come bulasa, desa dua ai. Trinta segundo. Cho ấy luôn. Lấy cho anh cái loa nào. Lấy anh cái loa nhỏ nhỏ ấy. Loa này này. Rồi bắt bluetooth của em mở nhạc kịch tính đi. Để cái này chạy giờ đi. Đây. Cho chơi trò chơi trên live trực tiếp luôn này. Đây là giờ giấc này. Ok chưa? Đấy, giờ nhá. 1 phút hay là 30 giây? Trò chơi là sẽ như thế này. Nha mọi người. Sẽ để cái bánh ấy, cái bánh bulasa ấy, cái bánh ấy để trên má đây này. Để trên má nhá. Rồi xong lấy là sẽ không dùng tay mà sẽ dùng miệng. Các kiểu vào. Đấy, ăn được cái bánh ấy là sẽ thắng. Ok chưa? Ok. Thế tăng phần thưởng lên. 2.000 luôn, đôi mưu. Ok. Khoan để xem nào. Cái này khoảng đâu nếu mà tính thì khoảng 45 giây. 45 giây ấy nhỉ. Để chỉnh cái này về ấy đó. Chờ tí nha mọi người ơi. Để trái màn hình rồi. Rồi ok. 45 giây. Ok chưa? Để mình chảy cái giờ này coi xem như nào đó. Rồi mình căn giờ mình cho anh em chơi cho nó hợp lý. Phải có giờ nhá, chứ không có mà ấy đâu. Thất bại là thôi nhá. Ok. Mệt đê là nâu cả nhà đấy. Ừ, để xem mấy giây nào. Thế thì 1 phút đấy nhở. Thế thì 1 phút nhá. Ok chưa mọi người, đồng ý 1 phút không? 1 phút nhá. Ok, 1 phút. Rồi, 1 minuto. Để đẩy bánh đã. Đẩy bánh quy ấy, cái bánh quy ấy. Lôi không chơi nhá. Lôi có chơi không? Lôi muốn mà. Muốn chơi á? Để thử cái này nữa nào. Để thử cái này cho Lôi được nhá. Rồi Lôi thả má ra nào.
Rớt à? Má là rớt là thôi nhá. À, cái này tròn quá. Má nhỏ quá, má lôi nhỏ quá không được. Cái này không được, tròn quá. Cái này tròn quá. Bỏ ở như này nè. Ở như này. Lúc nào nhanh thì ông lấy thắng thôi. Mồm, nói chung là cái luật chơi này ấy, là mồm to là thắng. Mồm phải to, như phải đi, à phải đi đâu? Như phải đi đội Minh Cù là cả nhà. Cái khoe miệng đấy, khoe miệng quá rộng luôn. Ông này khoe cái miệng ông này khá là rộng luôn. Để xem nhá. Cứ cái này tròn quá, phải là cái bánh quy cơ, cái bánh quy nó đặt lên đây này, đặt lên má này. Cái này không được. Để từng người chơi và vào đây ngồi đấy, cho một phút nhá. Một phút lúc nào anh bảo một phút bắt đầu thì mở nhạc nhá. Ừ, 4 minutes tù thôi. Phải đi vào đây nhanh anh. Đây, chơi liền có tiền liền. Nói chung là không được nhiều đâu, nhưng mà sẽ được 2 cái thẻ điện thoại gọi đâu đó trong vòng 1 tuần. Đấy. Rồi, bánh thì khá là nhiều luôn. Lôi đi ra đây. Rồi, để cho Lôi chơi trước nhá. Để cho Lôi chơi trước nhá mọi người. Đây, ngồi đây nào. Rồi, ngồi đấy. Ok nhá, cho Lôi thử được nhá. Nếu mà Lôi được là thắng 2000 luôn. Đây. Để bật cái bóng quái của mình nhá. Ui chà. Táo đi á, táo tròn thì làm sao mà chơi được. Táo tròn để lên này nó lăn nè. Đông ghê á. Rồi, đây này, cái bánh này này, mọi người thấy chưa? Đây, đặt lên như này này. Đặt lên má nhá. À, từ nào. Đặt lên má. Có đấy. 2 phút đi, cho 2 phút nhá. Mỗi người 2 phút. Mỗi người 2 phút nhá. Rồi, ok. Cho Lôi này, Lôi chơi được này. Lôi má nhỏ quá. Rồi. liếm đi, lấy bạn liếm đi. Rồi mất rồi nè, tiếp này. Rồi. À mồm to đã. Rồi đi ra đi. Rồi, ai? Rồi, đôi Minh Ngủ. Rồi, ok, bây giờ nhá, bắt đầu nè. Lấy con. Cứ ăn là 2000 nhá. Cứ ăn là 2000 nhá. Rồi ngồi thích đấy lên đây Thảo. Một phút à? Ờ, một phút đi, ôm mình đúng. Ờ, ngồi đây, xin đêm xin cả đây rồi. Đặt nhá, đây này, đặt tên khóe mắt nha mọi người, từ, bây giờ. Rồi, để bấm nhá đây. Cho nghiêng tí nữa. Ok chưa? Ok. Hoặc là để chắc là ngồi đây nó không hiền nhỉ. Thế các bạn ngồi xích quá đây tí nữa. Rồi, ok, đây rồi. Rồi, đặt này, nghiêng đầu đi, rớt là thôi này. Ôm mình đúng tù hay là 2 phút các bạn ơi. 2 phút nhá, 2 phút đi. 2 phút, đôi minuto tù. Để một, để bà ra á. Nghiêng như này này. Rồi, ok nhá, từ nhá. Rồi. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Hey.
Để lấy bánh ra đây, để lấy bánh ra đây. Ôi trời ơi, bao nhiêu bánh rớt là ông lôi bụp hết. Bao nhiêu bánh rớt là ông lôi bụp hết các bạn này. À, bánh rớt thì phải cầm lên đấy chứ. Ông là bao nhiêu cái rớt ở dưới là ông bụp hết. Cứ rớt xuống là ăn. Đứng ạ, ngồi. Đây, mình chơi cho một các bạn xem này. Chơi cho các bạn xem này. Đây chưa? Đây, để đây nhá. Ơi, ai? Cái gì? Phải đi mồm to này. Mồm to này. Quay quan tụi SK yêu bà nha, mê tên đến nô của nhá. Ê, luật chơi là để đây này. Để lên má này. Ok chưa? Ok. Hả? Đấy, nhăn xuống là được. Ê, đừng có bỏ mồm nhá. Ai đi cho cái lưỡi ấy bể rồi. Con này để bóc bánh nha. Chơi nó mới gọi là chơi Victory đâu chứ không lên bản rồi. Thôi, này, bắt đầu nhá. Cấm này. Bùm, rồi, tới đây, bấm. Thôi. Nào, bỏ nó đâu? Để đây là cái mồm nhìn mà to thế. Hả? Đấy dù. Khoan, từ bỏ đâu mà nó cho nó từ nào? Bỏ đây thì cũng được nhỉ? Bỏ đây thì cũng được rồi. Ê, mày đây. Thế thì đúng rồi. Thôi hay. Đã bảo mà. Mồm to là lủng mà. Mồm to là lủng. Rồi ai nào. Rồi tuân đi. Rồi ok. Mọi người chờ tí nha rồi bán hàng nha. Rồi để đây nha. Rồi để đâu. Rồi ô ra tay đấy bao. Bao nhiêu. Hay được rồi, ok, hay nghìn rồi, đây 2 phần nghìn rồi nhá. Rồi chết mất rồi. Rồi ai nhanh lên nào. Rồi tiếp tục. Ai giả ông này được phết đấy. Rồi em đi xe hay là 6 nha mọi người. Rồi bây giờ nhá, 1, 2, 3 là chỗ gù ấy. Đây đứng trước mắt là để cho luôn cái này. Ăn đi luôn. Cái nào bể là cho luôn nhá. Lôi sướng này. Cái trực ở bên là cái nào bể là ông đớp. Đấy. Đó.
cứ để giải ra cho anh em đây, để cho anh em mà lấy cả từ lấy từ chơi. Rồi ok, bắt đầu nhá. Rồi bắt đầu này, ung đô từ đây không? Thôi đợi đợi mình tí mình quay lại cam mình không ơi nam ơi. Em cầm máy quay đi. Cầm máy quay cần canh thì hay hơn. Để mở cam trước nha. Mở cam trước cho nó hoành tráng nha. Ừ, ok, đây này. Đấy, bắt cần cảnh mặt thì mới đẳng cấp. Thôi, ai? Ai thằng kia? Ai khỏe bên đây nha. Rồi, xin cao, xin cao. Đặt lại, rồi. 2 giờ, ok nha, bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5. Bỏ đây, bỏ lên má, mấy mắt đây này. Bây giờ, qua 10 người. Gần quá, đây, mới đúng này. Đây ra video. Dạ em mới đây đi. Mình có lúc chẳng cả. Thôi đặt gần quá là không được. Đây. Bao nhiêu đặt là đi. Mặt anh này khó quá. Đây. Đặt video. Gần nhau. Ok. Cháu được. Mình từ đêm cũng gần nhau. Lên 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 lên
cho nó đi. Rồi. Lấy lưới đá đi. Đá nữa, lấy lưới chọc lên. Lấy lưới chọc lên. Lưới đâu? Đấy, đá đó. Đá đó. Nhanh lên, hết giờ rồi. Đây, của lên rồi đây. Lấy ra. Mày quản lên rồi. Đi bạc ca. Đúng rồi.
Từ nào, ông này rung lên nhỉ? Từ kia em đi. Ê, ê, kia. Ê, cũng được rồi, đơn vị ngủ yếu lắm. Đơn vị ngủ yếu lắm. Đơn vị ngủ yếu lắm. Để bà ga, bà sẽ tất thử. Nó kia đủ sâu. Ê, hai cái cà phê xài đi. Cà phê xài đi. Đây. Đây này. Rồi.